mình 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 tự mình mình thả lỏng cho mình ở đây cô có mấy em tới chùa nó sợ cô quá đi mà hễ mà nó càng sợ cô thì nó càng làm hư chuyện nó càng làm hư chuyện càng bị cô chửi càng bị cô chửi nó càng sợ nó càng sợ nó càng sai à, nó cứ bị vậy đó cho nên có nhiều đối tượng nó chậm quá nó chậm quá nó dụng về quá tới mức mà cô phải một mắt nhắm một mắt nhỏ mở luôn đó cô thấy nó tới chùa là cô lên lầu cô ngồi đi cho nó yên đi để em đừng có khẩu nghiệp mà nó để nó đỡ đừng có áp lực và rồi, rồi cô thả nó vô trong bếp hoặc thả nó ra ngoài vườn cùng với mấy anh chị em khác đó thì nó làm nó không có cô là nó đỡ áp lực rồi nó từ 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 rồi bắt đầu nó học hỏi mà bữa cũng bể cũng đổ cũng bể cũng đổ vậy đó rồi cũng sai tùm lum nấu đồ cũng đổ làm gì cũng hư nhưng mà rồi dần dần rồi một tháng qua đi thì cũng đỡ đỡ được chút đỡ đỡ được chút rồi dần dần cái đỡ đỡ được chút đó thì mình khích lệ thêm rồi nó 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 tiến bộ thôi nhiều, nhiều khi cô nói ở đây mấy đứa nhỏ nó ghẹo cô là nhà mà không có cô hiếu nó vui hơn á cho khi trong chùa mà không có cô thấy nó bình an hơn hẳn là cô đâu có chửi nữa cô đâu có la gì nữa đâu là tự động đâu vô đó nhiều khi cô đi công diện phật